Sau tuyển Anh, tôi học hỏi Bruno Fernandes để được dự World Cup. Kỳ World Cup 2022 chứng kiến lần đầu tiên tiền vệ James Maddison được lên tuyển Anh sau 3 năm. Dù rất tài năng, tuy nhiên ngôi sao thuộc biên chế của Leicester City không thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình toàn sao của huấn luyện viên Gareth Southgate trước đây. Chiến lược gia 52 tuổi chỉ thay đổi quyết định khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Maddison ở mùa giải năm nay. Số 10 bên phía bầy cáo không chỉ cho thấy nhãn quan tuyệt vời, mà bên cạnh đó, anh còn tỏa sáng bởi những pha lập công đẹp mắt, đưa đội nhà từng bước thoát khỏi cơn khủng hoảng. Sau 13 lần ra sân ở EPL, Maddison ghi 7 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo. Với phong độ ấn tượng, anh đã có cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Giải thích về sự phát triển của bản thân, tiền vệ 25 tuổi tiết lộ rằng anh đã quan sát Bruno Fernandes thi đấu để rút ra những bài học. Một vài mùa giải trước, khi tôi không có mặt trong đội tuyển Anh, Bruno Fernandes đã chơi rất tốt cho Manchester United và đạt được những con số khó tin về bàn thắng và những đường kiến tạo. Maddison nói, vì vậy, có lẽ tôi đã quan sát anh ấy kỹ hơn một chút vào thời điểm đó. Làm thế nào mà anh ấy ghi được nhiều bàn thắng như vậy? Nếu điều đó khiến tôi trở thành một học sinh mới của trò chơi này, thì tôi chính là như vậy.